những thói quen này thật sự gây phiền nhiễu. Tôi nghĩ là mình bị dị ứng với mọi người. Mọi người xung quanh cứ nhai nhai, ăn uống, tiếng kêu lách tách, hát hò, xả rác và xâm phạm quyền riêng tư của mình. Như thế là quá đủ để khiến tôi phát điên. Vẫn ở đó chứ? Vậy hãy đón xem video mới của Woohoo về những thói siêu phiền phức. Văn phòng nào cũng có những nhân viên tài năng ẩn giấu, nhưng đừng phô trương quá. Tại sao cậu ấy cứ để đồ ăn dở vào trong tủ lạnh thế nhỉ? Cứ như là đang sống cùng một con chuột vậy. Bếp của chúng tôi phải sạch sẽ. Các loại đĩa phải được sắp xếp theo kích thước và màu sắc. Nhưng tệ là mọi người không hiểu được. Nhận lời chia buồn của chúng tôi đi, người cầu toàn à. Cậu đùa đấy à? Đây không phải là cà phê, nhiều vụn bánh quá. Đừng ăn vào đây chứ. Đã ai dùng cốc của mình? Cậu chẳng biết tôn trọng đồ của người khác gì cả. Này, đấy là tai nghe của mình. Nó chỉ dành cho mình thôi. Yêu, sao cô ấy có thể nghe như thế cơ chứ? Xin, đừng làm như thế nữa. Dừng cái việc bẻ khắp tay của cậu đi. Và giờ thì đến cả cổ nữa sao? Cậu ấy là người máy à? Cậu ấy đang bẻ khớp ngón chân nữa đấy à? Đùa tới đấy hả? Đồng nghiệp của tôi cứ tự nhiên như là ở nhà vậy. Yêu, sao lại dùng kéo của mình để cắt móng tay chứ? Nó không tốt khi làm việc nhóm đâu. Mình có một đĩa trứng ốc la ngon lành cho bữa sáng. Tạm biệt trứng. Đồng nghiệp của bạn tự nhiên để cái cốc lên bàn. Này, chúng ta không phải đang ở nhà hàng đâu. Mấy giấy tờ này quan trọng lắm đó. Mình ghét nhìn thấy đồ ăn thừa ở trong bồn rửa. Cậu ta thật là ghê.
Kẹo hả? Không đời nào. Nhưng mà cái này ngon quá. Yum. Eo ơi, thấy ghê quá. Có vẻ như ai đó bị nghiện dùng tâm thì phải. Đi ngủ đi, người bạn quý hóa à. Một túi trà lâu. Một túi nữa. Đây là bãi trà túi lọc hay là gì đây? Phiền thật. Này, đã từng nghe đến từ không gian cá nhân chưa? Thêm nước. Thêm đường. Và cả một đống đường rơi vãi ra bàn. Giải thưởng người ồn ào nhất được trao cho người ngồi ở ngay đằng sau. Cảm ơn vì đã làm phiền chúng tôi. Ấm nước sôi. Uống trà không? Nhưng chỉ đủ nước cho một cốc thôi. Cậu ấy thật là tham lam mà. Sao mà đèn phòng tắm vẫn bật vậy? Bàn là vẫn còn cắm điện. Thật đấy hả? Có người bị mất trí nhớ à? Đóng cửa khi đi ra ngoài nha. Này, sao không tắt nước đi chứ? Bạn thích tổng hợp những thói gây bực mình của chúng tôi chứ? Bình luận những thói quen nào khiến bạn phát điên. Và các bạn, hãy đăng ký kênh của chúng tôi, thích video này và ấn chuông để không lỡ mất bất kỳ những thứ vui nhộn trên Woohoo.